Và trận đấu giữa Catfish và Dragons đã bắt đầu rồi. Ở trong trận đấu này, cần thơ Catfish đội bóng được coi là chủ nhà ra sân với bộ trang phục quen thuộc của mình, áo xanh quần xanh. Và trong trận đấu trên giữa khu vực bằng rổ bên phía tay trái, ngay lập tức là pha ném ba cực kỳ tuyệt vời của Jam Morgan. Catfish mà cần sỏi bóng tới tay của ngôi sao mà số 10 bên phía cần thơ Catfish. Và bây giờ cần thơ Catfish đang dẫn trước với tỷ số 6-0. Sắc nhúc với một cú tăng trời sáng. Một tình huống mà Sanyuk đã đăng một tay ngay trước mặt của D'Angelo Hamilton. Màn đối đầu giữa Hamilton và Sanyuk sẽ là một khoảng cách bây giờ đang là 6 điểm giữa hai đội bóng Anh Kiệt. William Trần. Lần này William Trần đã thành công với cú ném 3 của mình rồi. Và đừng quên những cầu thủ Việt kiều của họ đều là những tay ném xuất sắc, Michael Soy và William Trần. Và lúc này thì Jam Morgan đang là người nổi trội nhất trên sân. Đó đã là điểm số thứ 8 của cầu thủ này và đã có thêm một tình huống lỗi điểm dành cho số 10 bên phía Cần Thơ Catfish. Đà năng Dragons cần phải tìm cách ngăn chặn được ngòi nổ mang tên Jam Morgan bên phía Cần Thơ Catfish. Tạm giữa Triệu Hán Minh và D'Angelo Hamilton. Cú ném từ góc không độ của Marco Soy. D'Angelo Hamilton đối đầu với Sang Nhúc. Rất điểm tốt. Tình huống phát hợp hợp giữa Quang Trung và Hamilton đã không thành công rồi. Phản công cho đám Dragons. Rất hay. Anh Kiệt. Một hình ảnh quen thuộc. Các cầu thủ Cần Thơ Catfish sẵn sàng double team Jerome Rowe như Hà Nội Buffalo đã làm. Tỷ số đã là 21-10. Rất nhiều turnover đã xuất hiện tới từ đám Dragons. Và họ đang liên tiếp phải trả giá. Ngắt chuôi lên điểm và sự hưng phấn của các cầu thủ Catfish. Marcus Soy. Không có vẻ gì là sự hưng phấn của Cần Thơ Catfish. Của Big Man bên phía Cần Thơ Catfish. German Morrow. Và phối hợp giữa hai ngoại binh của các cầu thủ Dragons. Và đó là một pha cái điểm đẹp mắt thuộc về cầu thủ đến từ Ukraine. Thủ đang Dragons không được thể hiện ở trận gặp Hà Nội Buffalo. Và bây giờ nó đang dần dần trở lại. Sanyuk. Tiếp tục là Sanyuk. Đánh vào low post. Một tình huống tận dụng mismatch rất tốt của cầu thủ người Ukraine. Đã có nhiều nghi ngờ về việc liệu Sắc Nhúc có phải là một cầu thủ có khả năng độc lập ghi điểm hay không sau trận đấu đầu tiên với Thăng Long Warriors. Nhưng ở những trận đấu gần đây thì Jeremy Morrow từng một phối hợp với Sắc Nhúc. Sắc Nhúc xoay người dẫn điểm trước mặt của Hamilton và khiến cho cầu thủ mang áo số 7 bên phía Cần Thơ Catfish phải phạm lỗi cá nhân thứ hai. Trận này như thế nào để mang lại hiệu quả tối đa? Jam Morgan tuyệt vời, đó là Jam Morgan. Lê Ngọc Tú. Rất quyết tâm và đầy kinh nghiệm, đó là pha xử lý khôn ngoan. Tiếng phản công 5 đấu 4 để chuyển thẳng tới vị trí của Đăng Khoa. Và Khoa Ly vừa cứu bóng để tiếp tục đợt tấn công cho Cần Thơ Catfish. D'Angelo Hamilton. Jam Morgan và D'Angelo Hamilton trong ít phút tới. Và bây giờ là một tiếng ném xa của Hamilton. Jam Morgan chưa có dấu hiệu nguội tay. Turnover của các cầu thủ Cần Thơ Catfish. Turnover thứ 8 của họ kể từ đầu trận. Cuối cùng ở lần phản dứt điểm cắt đứt chuỗi 9 điểm liên tiếp của các cầu thủ Cần Thơ Catfish. Hamilton. Cầu một cú ném 3 điểm nào kể từ đầu mùa giải tới giờ. Vừa rồi là pha thử sức của Sanyuk lần thứ hai trong trận đấu. Liên tục bị double team. Anh Kiệt bắt đầu đang chống. Còn phải có dứt điểm. Một cú ném xa chính xác. Đó là cú ném xa của Mai Phước Thịnh. Cầu thủ nội binh của Đà Nẵng Dragons phải lên tiếng. Jam Morgan đột phá rất tốc độ. Không ai có thể kèm nổi Jam Morgan vào lúc này. Giờ về Sắc Nhúc. Cú ném tốt của cầu thủ ngoại biên bên phía Đà Nẵng Dragons. Jeremy Morrow. William Trần. Cú ném xa của William Trần không thành công. Rebound tốt từ Sắc Nhúc. Đến ngay. Cú ném tốt của Jeremy Morrow. Có hiểm trợ từ Sắc Nhúc. Morrow. Có lẽ sau tình huống hội ý vừa rồi thì huấn luyện viên Toppers đã bật đèn xanh để cho Morrow tự mình dứt điểm nhiều hơn. Ta rõ ràng đang thấy là cảm giác tới từ Sanyuk là có vấn đề.
lại có va chạm giữa Sanuk và D'Angelo Hamilton. Cú ném 3 điểm chuẩn xác của Tăng Minh Trí. Của hiệp 2 là khoảng 15 giây. Cú ném xuất sắc của Jimmy Morrow. Và Cantor Catfish xin hội ý. Jimmy Morrow đã có cho mình 10 điểm ở hiệp đấu này. Tổng cộng anh đã có 13 điểm rồi. Đang chân. Tiếp về Sang Nhúc. Anh Kiệt. Đó chạm bánh rổ. Đi vào tốt của Sang Nhúc. Một điểm rất dễ dàng. Tiếp ra Jean Morgan. Điểm số từ 26 dành cho Jean Morgan. Của Daniel Logan có thể đủ sức rebound với các cầu thủ bên phía Cantor Catfish. Anh Kiệt. Cú ném của William Trần thực hiện thành công, cú ném 3 điểm thành công thứ hai từ đầu trận. Nhưng mà lúc này cách biệt giai đội vẫn đang là khá lớn, 14 điểm rồi. Michael Soy cũng đang rất hot hand ở trong trận đấu này, tạo ra những cách biệt quá lớn. Góc khẩu độ, 3 cú ném 3 điểm thành công liên tiếp của cả hai đội. Một cú dứt điểm không tốt của Hamilton. Bắt đầu đang xin bóng nhưng William Trần quyết định cùng ra một đường truyền vượt tuyến dành cho Triệu Hà Minh. Bắt đầu tấn công về Morrow. Morrow, một mình Morrow làm hết ở tình huống vừa rồi. Đã kéo được D'Angelo Hamilton ra ngoài. Và hai điểm tính cho những bên xa đốc. Thời gian còn lại hiệp đấu còn tính bằng giây mà thôi. Jean Morgan. Lê Ngọc Tú, pha ném ba tuyệt vời của Lê Ngọc Tú. Và một lần nữa thì Catfish lại nới rộng cách biệt. Và phản công nhanh cho cầu thủ thắng năm Rockets, anh Kiệt. Đường truyền, Phước Trí. Trọng tài sẽ phải xác định lại. Trọng tài sẽ xem lại băng hình. Gian còn lại là 9 phút 20 giây cơ. Lại đối mặt với D'Angelo Hamilton. Và chúng ta thấy là Sang Hook trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều. Và lúc này Jean Morgan đột phá. Và rồi trước mặt của Sang Nhúc. Morgan đang chờ bóng. Nhưng bóng được truyền tới tay của Soy và sau đó là Hamilton. Dứt điểm rất đơn giản trước mặt của Jeffrey Sang Nhúc. Chí của Jeffrey Sang Nhúc. William Trần ném ba. Đó là phát ném ba thành công thứ ba của William Trần kể từ đầu trận. Tấn công nhanh. Anh Kiệt. William Trần. Bằng fake và dứt điểm từ tầm trung. Liên tiếp là 5 điểm dành cho William Trần. William Trần đã phải nhận khá nhiều chỉ trích sau phong độ yếu kém của anh trong trận đấu đã qua, trong thất bại của Đà Nẵng Dragons. Và đây là thời điểm rất quan trọng của trận đấu và người ta cần tới những cú ném của William Trần. Lần thứ hai trong hiệp 4 này mà những em Sang Nhúc bắt chật bóng. William Trần. Hot hand William Trần là đây. Jean Morgan. Đường truyền vào khu vực chính giữa. Lần cân bằng tỷ số với Cantor Catfish. Nhìn những gì đang diễn ra thực sự là rất đáng chú ý. Cách biệt trở lại chỉ là một điểm thôi. Marco Soy đối đầu với William Trần. Bóng tới tay của D'Angelo Hamilton. Và Hamilton dứt điểm rất dễ dàng trước mặt của những cái sắc nhúc. Thành công của ngoại binh Ukraine. Rebound thuộc về Jean Morgan. Jean Morgan được chuyển ra cho Marco Soy. Được Quang Trung, bóng trả lại với Michael Soy. Cú ném 3 điểm thành công thứ hai của Soy trong hiệp đấu này. William Trần gọi và Michael Soy đã trả lời. Không hiệu quả của Catfish. William Trần ném ba. Và đó là William Trần mà chúng ta chờ đợi. Jimmy Morrow. Morrow chuyển không tốt. Có lỗi. And one. Và D'Angelo Hamilton sẽ rời sân với lượt cá nhân thứ 5. Năm quả tiền phạt, cả năm đều thành công. Và người ta đang chờ anh lột xác ở ngoài vạch ném 3 điểm. Như điều mà Michael Soy đã làm rất tốt. Quá tốt. Đây là những thời điểm rất quan trọng, rất nhạy cảm của trận đấu. Và Michael Soy đang có những cú ném để khiến cho tinh thần của đối thủ bị trở nên tê cứng. Jeffrey Sanuk tuyệt vời, xử lý quá hay, vô cùng nhạy cảm và quan trọng. Đây là pha bóng trước đó, William Trần đã có động tác va chạm với Lê Khắc Đăng Khoa. Trọng tài Dominic Poma
đã nhìn thấy và thổi còi. Một lỗi kỹ thuật, một lỗi phản tinh thần thể thao. Jermaine Morrow, Triệu Á Minh đang chờ sẵn nhưng bóng tới tay của anh Kiệt. Jermaine Sắc Nhúc chuyền ra. Jermaine Morrow được chuyền Sắc Nhúc ném 3 điểm. Anh ném 3 điểm thành công. 28 giây còn lại cho trận đấu này, cách biệt chỉ 2 điểm thôi và D'Angelo Hamilton đã không thành công với pha lên rổ vừa rồi. Trận đấu đang diễn ra quá căng thẳng ở những khoảng thời gian cuối cùng này. Jovan Morrow có lỗi hay không? Không có lỗi. Vẫn chưa có điểm cho The Rams. Và đây là Marcusoy. Không thành công. Vẫn không có điểm. Các cầu thủ của Memphis đang rất tệ vào lúc này. Quá đáng tiếc. Quá đáng tiếc. Các cầu thủ cần được Memphis liên tục mở ra cơ hội. Đà Nẵng Dragons cũng vậy. Morrow dứt điểm hơi sớm, Minh Chiết cũng dứt điểm hơi sớm. Trong quãng thời gian quan trọng, cả hai đội đều không có được những lựa chọn tốt nhất